Và Hồng Ngọc, drama trong lĩnh vực giải trí trong tuần qua lại một lần nữa liên quan đến cuộc thi Miss Grand International. Và cái mà cộng đồng mạng bình luận nhiều gần đây đó thì nó lại khá là tiêu cực. Bởi vì khi mà Quế Anh, đúng không, là đạo diễn của Việt Nam tham dự Miss International, Miss Grand International thì bị out top 20. Nhưng mà thay vì là mọi người vào động viên thì mọi người lại cảm thấy rất là hả hê, bởi vì trước đó trong cuộc thi tại Việt Nam đó thì Quế Anh đã không được sự ủng hộ của công chúng. Dạ vâng, thưa chị Trinh và thưa quý vị khán giả, thì đúng là Võ Lê Quế Anh là một thí sinh thi cuộc thi Miss Grand Việt Nam và cô ấy không được nhận được sự ủng hộ của khán giả, và đặc biệt là khi đăng quang thì đã có rất nhiều tranh cãi xảy ra, đến mức mà ban tổ chức, người trong ban tổ chức đã phải lên tiếng đính chính về cái việc là mình không có mối quan hệ họ hàng với Quế Anh để chứng minh được là một cuộc thi minh bạch. Tuy nhiên thì mọi sự đã xảy ra rồi và Quế Anh vẫn như vậy, vẫn bị lời ra tiếng vào, thì thời điểm đó là Quế Anh khá là yên ắng. Có nghĩa là tại vì là mình khi mình xuất hiện thì mình sẽ bị lời ra tiếng vào nhiều quá nên là cô ấy khá là im ắng. Đến khi mà bước chân ra quốc tế để thi dự cuộc thi Miss Grand International thì cô ấy mới xuất hiện với một bức tâm thư. Một bức tâm thư với nội dung hiểu nôm na là Quế Anh xin được nợ khán giả Việt một ân tình. Có nghĩa là bạn ấy đang muốn khán giả cho bạn ấy một cơ hội để bạn ấy có thể là vươn ra đấu trường sắc đẹp quốc tế với một sự ủng hộ từ khán giả. Thì rất nhiều người đã vào ủng hộ và động viên Quế Anh. Tuy nhiên thì cái số đấy nó khá là ít so với những người mà phản đối. Tại vì là thực ra là ngay khi mà Quế Anh on top và trở thành hoa hậu ở quê nhà, ở Việt Nam á, là có những khán giả quá khích đã vào trong livestream của ông Nawaz là chủ tịch cuộc thi để nói những lời không hay về đại diện Việt Nam rồi. Thì em nghĩ là đó đã là một cái dấu ấn không tốt cho Việt Nam của mình. Dù sao thì Quế Anh dù muốn dù không thì cô ấy cũng đã là một đại diện của Việt Nam. Thì khi mà mình nói như vậy rồi thì vô hình chung là quốc tế đã có cái nhìn khác về Việt Nam. Đúng rồi. Đặc biệt là những năm về trước thì đại diện của Việt Nam đi thi Miss Grand International là rất được quan tâm luôn. Từ chiến thắng của Thùy Tiên. Đó thì khi mà qua đến quốc tế rồi thì Quế Anh cũng đã có một cái sự thể hiện. Đầu tiên thì không tốt, đầu tiên thì vẫn gây tranh cãi bởi những cái sự không khôn khéo. Nhưng mà sau đó thì mọi thứ dần tốt lên. Tuy nhiên thì khi mà giống như mình nói là một khi mà mình đã không thích rồi thì người ta làm cái gì cũng không thích. Nên vô hình chung là mặc dù có một bộ phận khán giả quay xe về Quế Anh sau đêm bán kết, sau màn trình diễn áo tắm và màn trình diễn váy dạ hội, nhưng mà nhiêu đó không đủ để cô nàng có thể là chiến thắng được cái mục bình chọn vote từ khán giả. Đặc biệt là cuộc thi này còn có cái mục Miss Popular Vote. Dạ đúng rồi. Nghĩa là được gọi là bình chọn từ công chúng. Dạ. Mà trong khi đó thì riêng công chúng của Việt Nam thì đã dìm trong nước rồi. Đúng rồi. Đi ra ngoài nước cũng dìm luôn. Dạ. Như vậy thì chúng ta thấy rằng là một cái hiện tượng đó khá là tiêu cực, bởi vì người xưa nói là nếu mà la rầy con cái thì ở trong nhà thôi, đúng không? Còn ra ngoài đường thì dù sao thì chúng ta cũng nên ủng hộ. Dạ. Và đặc biệt rằng là đây là một cái cuộc thi, mặc dù Miss Grand là một cái cuộc thi khá là lùm xùm. Dạ, năm nào đúng rồi, có, đúng năm nào cũng lùm xùm hết. Dạ. Nhưng mà dù sao thì cũng là một cái cuộc thi mà có được cái sự chú ý của rất là nhiều những cái khán giả cũng như là công chúng. Dạ. Và một cái hành động như vậy thì rõ ràng tôi thấy là khá là gọi là đáng buồn. Thực ra thì cái việc mà thích một ai đó thì cũng rất là quan trọng. Nhưng ví dụ mình không thích thì mình có thể mình lướt qua, thay vì mình để lại những cái bình luận tiêu cực. Thì thí sinh dù sao cũng là đại diện Việt Nam đi ra nước ngoài thi với một cái tâm trạng là mình không được đại diện nước nhà ủng hộ. Đặc biệt là trong một cái phiên live stream trước thềm chung kết của ông Nawaz nhận xét về các thí sinh, ông cũng có những cái đánh giá tích cực về Quế Anh, nhưng bởi vì là đại diện của Việt Nam không được người Việt Nam yêu thích và bình chọn thì nó sẽ ảnh hưởng rất là nhiều, và điều này cũng được ông Nawaz đề cập và với một cái sự gọi là đáng tiếc. Thì mặc dù là cái số lượng mà hâm mộ Quế Anh cũng không quá ít đâu, nhưng mà so với số lượng mà khán giả không thích thì lại nhiều hơn. Khán giả không thích nhiều hơn, suy ra là cô ấy cũng khá là thiệt thòi trong cái cuộc thi này. Và em cảm nhận được là cái nỗ lực và sự cố gắng Quế Anh là qua từng vòng thi, và ai cũng nhìn được điều đó, có chăng thì nó chưa đủ. Và đặc biệt là cái việc mà đã không được ủng hộ từ đầu rồi, nó ảnh hưởng rất là nhiều tới kết quả chung cuộc. Và tôi nghĩ rằng là Quế Anh cũng khá là cô đơn trong cái hành trình này, trong cuộc đua này. Dạ. Cho dù là có bất kỳ ai đứng sau lưng, nếu như mà có ai đó chống lưng, chúng ta nói nôm na như vậy. Dạ. Nhưng mà rõ ràng là không đủ để cho bạn có thể tỏa sáng cũng như là chinh phục cái đường đua quốc tế như vậy. Nhưng mà tôi cũng đang tự nghĩ rằng là cái con đường sau này của bạn sẽ như thế nào. Không biết rằng là nếu như mà bạn muốn tham gia vào nghệ thuật hoặc là tạo một cái ảnh hưởng gì đó với cái danh hiệu hoa hậu của mình, thì không biết bạn có
thể tiếp tục làm được hay không? Dạ, đó là một câu hỏi mà ai cũng quan tâm và em cũng đang tự đặt câu hỏi là bây giờ Quý Anh khi mà out top 20 của Miss Grand International và về Việt Nam thì bạn sẽ làm gì? Đó là một câu hỏi mà ai cũng đang chờ đợi câu trả lời và hy vọng rằng là Quế Anh vẫn sẽ kiên trì bền bỉ giống như cái việc là cô ấy đã không được thích từ đầu, nhưng mà cô ấy vẫn kiên trì bền bỉ tới Miss Grand International và dù không không vào được top nhưng mà Quế Anh vẫn để lại dấu ấn trong lòng khán giả và hy vọng rằng là Quế Anh vẫn sẽ kiên trì bền bỉ như vậy để có được một cái thành tích gì đó. Và một cái điều em cũng chăn trở nữa, bởi vì khi mà làm một cái nội dung hoặc là theo dõi một cái thông tin nào về giải trí á, em luôn luôn tìm hiểu những cái góc nhìn đa chiều. Thì hôm nay em đọc một cái comment em thấy cũng khá là em cảm thấy là khá là suy nghĩ đi. Bạn ấy nói là cái việc mà khán giả không thích Quế Anh ấy nó không ảnh hưởng gì hết, bởi vì là giống như Thùy Tiên đi thi, Thùy Tiên là người mà tạo ảnh hưởng cho giới mẫu đều sắc đẹp yêu thích Miss Grand International là bạn đăng quang hoa hậu năm 2021, thì Thùy Tiên cũng không được khán giả biết đến và cũng không được sự ủng hộ. Vì sao Thùy Tiên vẫn đăng quang? Có nghĩa là bạn ấy chứng minh được thực lực của bạn ở đấu trường quốc tế và bạn ấy đăng quang một cách là bằng năng lực, nên là không thể đổ tội cho khán giả, đổ lỗi cho khán giả là khán giả không thích Quế Anh nên Quế Anh out top. Tuy nhiên thì mình nói đi thì phải nói lại là cái việc mà chọn ra một hoa hậu và đặc biệt là người đó là người đại diện Việt Nam tham gia một đấu trường quốc tế rất là quan trọng. Giống như cái sự việc của Quế Anh, mình thấy rất rõ là có nên chăng là những cuộc thi hoa hậu trong nước nên có sự lắng nghe hơn, hoặc là khi mà chúng ta đã tạo nên tranh cãi bởi một người đẹp đăng quang mà không được yêu thích rồi thì người ta phải thực sự có một cái sự nổi bật, có một sự nổi bật nhất định và người ta phải khẳng định được là tôi không được yêu mến, tôi không được khán giả trong nước yêu mến, nhưng mà ở quốc tế tôi cho khán giả quốc tế thấy được, tôi cho giám khảo của quốc tế thấy được là tôi là người xứng đáng. Đó thì em nghĩ là đó cũng là một cái điều trăn trở và chúng ta cũng nên suy nghĩ nhiều hơn. Dạ, tôi nghĩ là nếu mà so sánh với Thùy Tiên thì cũng hơi là thiệt thòi cho Quế Anh. Bởi vì lúc mà Thùy Tiên đi thi thì đúng là không có, tức là cũng khá là âm thầm. Dạ đúng rồi. Gọi như là dư luận trong nước không có nhắc nhiều đến Thùy Tiên. Dạ. Nhưng mà không phải rằng là dìm Thùy Tiên, tức là không phải là không ủng hộ. Có nghĩa là vì không thích đầu. Đúng nên rồi, là mình không ủng hộ luôn. Đúng rồi, như Quế Anh kỳ này là ngay từ khi mà đăng quang thì đã mọi người đã không có đồng ý rồi, không ủng hộ với cái kết quả của ban giám khảo. Và tôi cũng nghĩ rằng là đây cũng là một cái dịp để mà cho ban tổ chức của Miss Grand tại Việt Nam cũng có thể rút kinh nghiệm. Và nên chăng là lần sau vào năm sau thì nên có cái mục popular vote cho Miss Grand Việt Nam để mà chúng ta thấy rõ hơn là cái quan điểm cũng như cái nhìn nhận, góc nhìn và cái đánh giá của công chúng như thế nào đối với lại các thí sinh. Dạ đúng rồi, em cũng nghĩ như vậy. Và chúng ta nên có cái sự là đa chiều nhiều hơn, thay vì là tất nhiên là ban tổ chức là những người cầm cân nảy mực, là những người quan trọng nhất. Tuy nhiên thì nếu như một thí sinh giống như là Quế Anh, lúc đầu là em không đánh giá thấp bạn, nhưng mà bởi vì bạn đăng quang trong một cái sự là tiêu cực nhiều như vậy thì nó sẽ ảnh hưởng rất nhiều đến cái khả năng và cái kỹ năng của bạn trong một cái cuộc thi mà nếu mà bạn vươn ra quốc tế như vậy. Và cuối cùng thì dù kết quả của Quế Anh tại Miss Grand International 2024 không như mong đợi, nhưng hành trình của cô vẫn đáng được ghi nhận. Việc không nhận được sự ủng hộ từ khán giả trong nước có thể đã ảnh hưởng phần nào đến thành tích, đặc biệt là khi yếu tố bình chọn đóng vai trò quan trọng. Tuy nhiên, thay vì chỉ nhìn vào thất bại thì chúng ta có thể trân trọng những nỗ lực của Quế Anh, người đã mang hình ảnh Việt Nam đến với đấu trường quốc tế và dám đương đầu với những thách thức lớn. Và sự tiếc nuối hay là cảm giác hả hê thì mỗi người đều có một cái cách nhìn nhận riêng. Nhưng có lẽ điều quan trọng hơn cả là phải hiểu rằng mỗi cuộc thi không chỉ là thước đo của chiến thắng mà còn là cơ hội để học hỏi và trưởng thành. Quế Anh cũng đã dũng cảm đại diện cho Việt Nam và chúng ta nên khích lệ những người trẻ như cô tiếp tục nỗ lực trong hành trình phía trước.